bả có thể bả gây thù chuốc quá, thành ra người ta thấy cái tần suất xuất hiện ở trên mạng nhiều quá là tại vì người ta ghét, rồi có người thương, rồi giữa cái nhóm người thương và nhóm người ghét nó cãi nhau. Nhưng mà rốt cuộc á, xét về cái chuyện của đất nước á, thì nó là cái chuyện giống như nít cãi nhau thôi, chứ nó không có gì quan trọng á, nó không có cái gì quan trọng, nó không ảnh hưởng. Bây giờ có ba bà Hằng nữa, Việt Nam cũng không có bị gì hết. Thì giống như nói xấu qua nói xấu đúng lại thôi chứ đâu có cái chuyện gì đâu. Nhưng mà bắt bà Trương Mỹ Lan là chuyện lớn. Tại vì khi mà kết luận điều tra xong á, thì á, thả hay không thả đó, lúc đó nó hết còn cái quyền của công an rồi, là nó thuộc về của viện kiểm sát và của tòa án. Ta thí dụ như ông tòa ông nói, ông tuyên bố nói rồi cái này cho trường hợp này cho tại ngoại, hoặc là bên phía viện kiểm soát họ nói cho phép được tại ngoại, nhưng mà với điều kiện là không có gây nguy hiểm. Thành ra cái tin mà đưa ra thô là bà Hằng đi nước ngoài chữa bệnh rồi này kia, cái đó là cái chuyện mà nó không có có. Thành ra tôi muốn nói tức là kỳ này là họ chơi tới luôn đó. Án để dành là sao? Để xử từ từ. Án để dành là để xử từ từ, không có cần gấp. Chẳng hạn như bây giờ cái tình hình kinh tế Việt Nam đang bùng lên nè, người dân đang thiếu xăng nè, đang thiếu cái này thiếu kia nè, rồi cái đô la tăng giá nè, thì họ sẽ đem những cái vụ án này ra để cho người dân chú ý vô trong đó, tức là nó kéo dài được cái khoảng thời gian đó. Tức là nếu mà bây giờ mà người dân mà không có cái gì tập trung hết á, thì người ta sẽ quan tâm đến cái gì khác. Trong cái vụ án bà Nguyễn Phương Hằng á, nó có hai cái cơ quan công an chi tố, một cái là ở Bình Dương và một cái ở Sài Gòn. Thì bây giờ nó mới làm xong cái ở Sài Gòn rồi thì họ mới lấy cái của Bình Dương họ nhập vô. Và quý vị biết là ở trong cái vụ bà Hằng á, thì nó sẽ có những một số cái yếu tố là những cái người gọi là giúp sức cho bà Hằng đó, cái vai trò phụ tá cho bà Hằng hoặc là cung cấp thông tin cho bà Hằng, thì những cái người đó sẽ phải có mặt ở tại phiên tòa. Thì nói nếu mà tính về cái mức độ là cái tiếng của bà Hằng thì nghe nó lớn, nhưng mà nó đúng ra ở nước ngoài á, thì cái vụ này nó là cái vụ nó gọi là dân sự á. Dân sự là bả với lại mấy ông kia, bả với lại mấy ông ca sĩ kia, ví dụ như với lại ông Hoài Linh hay là với lại Đàm Vĩnh Hưng, nó không có cái gì dính dáng gì đến cái chuyện mà hình sự hết. Nhưng mà ở Việt Nam nó lại bị biến thành hình sự. Nhưng mà thật ra nếu mà nói thì ảnh hưởng thì nghe nó sùm, nhưng mà cái vụ của bả đâu có con khỉ móc gì đâu, cãi này cãi kia cãi qua cãi lại hết, nó không có lại gì hết, nó là chuyện rùi bu. Nếu mà xét về một cái mức độ chính trị của đất nước á, thì chuyện là chuyện rùi bu. Chuyện rùi bu cũng không khác nào mà hoa hậu mượn tiền nợ mà quỵt nợ đang kiện lum Thủy Tiên kì kìa. Thủy Tiên vừa rồi đi Miss Grand á đó, bây giờ lòi ra cái vụ mà mượn tiền đi sửa sắc đẹp con khỉ gì đó, rồi bà Trang kia để đơn cái tòa án đó cũng lâu lắm rồi, cái thì lâu nhưng mà bây giờ nó mới tòa đem ra á. Nó là cái chuyện, tức là so với cái mức độ chính trị, cái quan trọng của Việt Nam là biết gì không? Thị trường vốn.